Rồi, ở đâu tới? Ở Bình Định. Ở Bình Định á. Dạ. Đây là cực nhọc nhất, đi với ai? Đi mình ở quê vô, à có ông anh ông ở đây với bà già. À, Dạ. ở đây với ông anh với bà già đây hả? Dạ. Rồi, bây giờ là Bình Định. Hồi xưa giờ tôi cứ nhầm chữ Bình Định chứ cái gì nữa. Ở ngoài đó Bình Định, ở ngay thành phố là kêu bằng gì? Quy Nhơn, À đó, cứ Quy Nhơn với Bình Định, hai cái tôi cứ tỉnh Bình Định, còn thành phố Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn trong tỉnh đó luôn, thành phố Quy còn có thị trấn Bình Định nữa, cũng trong tỉnh Bình Định luôn. Nhơn. Dạ. Rồi về có công tác ở Bình Định không? Dạ không, giờ ở nhà Trước đó đó. không. Yeah. Dạ, nhà làm dữ quá, giờ nó giãn, suy giãn tĩnh mạch sâu, muốn Làm gì? laser lần Hồi rồi. xưa làm gì? Ở nhà công chuyện nhà nuôi heo rồi nấu rượu Nuôi rồi heo. buôn bán rồi vậy đó. À, Dạ, đi nhiều quá bà là nên nấu rượu lậu đó phải hồi xưa đó khổ quá thầy, không biết bây giờ đâu quá, hồi xưa bây giờ nghĩ sao đi không nấu nữa, mà giờ nó giãn tĩnh mạch mà mổ ở bệnh viện Hòa Hảo là mổ laser á, là cách đây 20 năm về đi đỡ lại, bây giờ nó nhức quá đi không nấu nữa. Dạ, giờ đi Nhưng mà gót bữa thôi. nay làm rồi thấy đỡ không? Nhẹ nhàng, Nhẹ nhàng. sáng giờ làm thấy nhẹ Nhưng nhàng. mà yên tâm đi. Bây giờ là trong cái vấn đề về suy giãn tĩnh mạch chân á, là cái phương pháp mình nó là chữa tuyệt vời, không có đâu mà chữa hay hơn. Thấy không? 16-8, hớp không khí. Hớp nhiều chừng nào thì cái suy giãn tĩnh mạch chân nó lại giảm nhanh chừng đấy. À, ở đó không khí trong lành chịu khó hớp. Tính biển hớp đi đó, Hớp, hôm nay hớp. hớp rất cho nhiều. Dạ. Nè. À, rồi rồi cơm đá, rồi rượu ớt mấy nhà này uống chưa? Dạ, chưa mua qua, chưa uống. Bây Sao giờ muốn đùi đá mới uống. đâu đâu có định về, cứ ăn cơm đây vớt lên được rồi, cái đó hay lắm, nó vô là kết quả liền ra. Tại sao mà tôi ép mọi người là bữa là trong cái thời gian chữa trị đây là phải ăn cơm cái là phải uống liền để cho có hiệu quả liền, hiểu không? Như từ khi mà thay khớp gối là không ngủ được, 5 năm rồi không ngủ Đó được. thật ra là cơm đá cho mới gan với cái cổ này kết hợp với rượu ớt là nó ngủ ngon lắm. Không ngủ dưới gai cột sống, thoái hóa ba đốt, thần kinh tọa, Rồi rối loạn thần kinh tim. rồi rồi nghe là trời ơi, mà hôm qua giờ mà bà làm mà nghe là tôi là bây giờ bà đỡ nhiều lắm rồi. Mua ba chai rồi. Ba chai Nghe là tôi là vô là thấy hiệu quả liền. Bà Nguyễn bất ngờ luôn. Trưa nay uống đi, trưa nay uống đi. Nhưng mà còn còn tôi có làm nhưng mà đừng có về nha. Chiều nay nữa rồi sáng mai rồi còn phải phải về làm nữa nha. Như thầy như vậy em có nặng quá vậy, có cần đào khai khóa là một khóa vậy đi về. Đó là tùy, bởi vì nói thẳng ra là học nhiều chỉ có lợi thôi chứ không có hại. Tại đó vì là chân vậy. em bây giờ nó đau nhức quá với cái lưng đây, mà cái lưng em người ta nói là ngồi là đau, nhưng mà em nằm ngủ sáng nó nằm không nấu, nằm nhiều thì nó đau hung, mà ngồi rồi đứng đi không có đau. Đứng cũng À, đã. Nằm nhiều thì nó nằm nằm khoảng 3 tiếng thì được, khoảng 4 tiếng nó lên chịu không nấu vậy. Dạ, nó đau nó đau bứt rứt khó đứt chịu. nó đó không chịu, dưới chân này là đi khoảng 20 mét là đi không nấu nữa, khoảng không nữa Nó đi không nổi là nó nó mỏi. giãn á, giãn tôi mỏi từ đây xuống đây. Như sáng tập thể dục một chút là đen, mà nãy giờ chữa nó đỡ này, nó bầm hết cái chân vậy, Bầm đúng rồi. mà cái chân này lạnh. Chị có kết bạn với Zalo tôi Dạ, kết rồi. rồi tôi hứa với chị là bệnh gì tôi sẽ chữa khỏi, chị đừng có lo. Chỉ có một cái điều là chị thực hiện đúng những cái gì mà tôi nói, cũng giống như rượu ớt ấy, là chị bây giờ chị dùng một muỗng để tôi muốn cho chị thử là vậy đó, mà chị uống mà tuần lễ sao mà chị thấy tốt thì chị uống một lần, chị uống 2 muỗng rồi theo dõi, cứ có gì cần gì hỏi trên Zalo tôi trả lời cho nghe. Còn cái chân của chị là chị đừng có chữa đâu hết á, chị theo đây làm thì tôi giúp cho chị đừng lo, mà chắc chắn một điều là chị sẽ không bao giờ bị nặng hơn nữa nha. Còn cái chân cái kiểu này á của chị á, mà chị mà chữa không tốt ra ngoài nó lấy tiền chị nhiều lắm, tại chị bị viêm tắc động tĩnh mạch luôn rồi sâu, bác sĩ nói sâu hôm nay nè. Dạ, cái tức lắm chữ cái tĩnh mạch sâu nó không có gì ghê gớm. Cái ghê gớm mà cái câu mà tôi nói là viêm tắc động tĩnh mạch, à viêm tắc á, mấy cái van tĩnh mạch gì nó bị tắc nó mới vậy. Và cái bệnh của chị á là bao nhiêu lâu rồi? 32, 33 năm rồi. 33 năm nó vậy rồi không? Vậy là chị cũng là tốt á, nó chưa có nặng á, chứ thường thường chỉ trong vòng 15 tới 20 năm là mấy ngón
cái chân của chị á là nó tím tái hết rồi, à, rồi nó làm như họ phỏng rác, nhức rồi nó phỏng nó rác, rồi nó như kiến bò, tại vì thiếu oxy ra các đầu chi ngón chân chị không, chị coi chân cho tôi vậy không, thấy không, máu huyết ra đầy đủ này không đủ, cho nên á là bệnh này á là bệnh bờ mai là ở Bình Định không sao, chứ ra bờ Bắc á là mùa lạnh là chị chịu nổi, lạnh nhất lắm, lạnh nó nhức đau nhất mà phải gác cái chân lên trên cái tường á, thấy không, em đi một chút là em phải gác vậy, em mới đi đó, nữa đó, thấy chưa, cái này nhớ nha, cái này gọi là hội chứng khề nô, hội chứng khề nô tức là đi khoảng cách hồi, đi một chút một hồi là bắt đầu nó đau nhức mỗi gì cũng được, thấy không, và cái trong tương lai của nó đó mà nếu mà chữa mà không tích cực không hết được á thì mấy cái này đầu chi nó sẽ tím tái hết và nó làm cho hoại tử đầu chi, rồi cuối cùng phải vô bệnh viện tháo khớp ra, thấy không, thì cái tôi nói sao chị về chị ghi để sau này chị y hệt vậy, thấy không, nhưng mà mình đã tới đây rồi thì đừng có xem cái phương pháp này nó đơn giản rẻ tiền quá mà coi thường, cứ thực hiện đúng như là tôi bảo đảm chị sẽ hết nha, ok, bằng vấn đề gì tức cái đeo táo ngủ nó tức không chịu được thì bây giờ thực hiện nó đi, tôi còn chờ theo dõi chị còn lâu mà, chứ còn không có chữa này không có một ngày hai buổi được đâu, thấy không, còn nếu mà chị mà muốn thêm ở thêm đây do tới cuối tuần thì càng tốt, mọi người sẽ giúp cho chị nhiều hơn, ok, rồi bây giờ hiện tại bây giờ là cái khó chịu gì nhiều nhất, cái chân nhất với cái lưng thôi, không, rồi mất ngủ thì tôi nói rồi, nằm xuống đi. Gối à, gối rồi đâu, dưới dưới đầu gối được nào, đừng có ngồi lên đầu gối thôi, ừ đất ơi. Trưa nay cho chị uống rượu ớt. Chưa được đâu. Đẩy nhẹ thôi nha. Thì bà này mỏng manh lắm, dễ vỡ lắm. Đó, được rồi. Cái nữa. Đó, vậy được rồi. Thường thường mấy em rút kinh nghiệm coi mấy cái bệnh như này, thầy coi ha, nó có vấn đề xương khớp á, thì tất cả những người mà cái thể trạng về đều bị loãng xương hết. Ha, thật ra mình chỉ cần mạnh một chút xíu là xương mới gãy dụng ra từng miếng. Nó nghe nó gãy dụng bây giờ đứa nào cũng sợ. Rồi, thôi, quay cái đầu bao nhiêu, đưa hai chân đây. Kinh khủng khiếp. Đây nè. Hồi nãy thầy nói tụi em nhớ cái đó ha. Và cái bệnh là cái bệnh của mấy cái người này đó thì người ta nói bệnh của người miền biển. Tức là khi nào mà ta bị những cái triệu chứng này á là cái mình hỏi ra là người này nhà có gần biển không? Cái người ta nói có thì mình phải nghĩ tới cái người bệnh của người miền biển. Là tại sao bệnh ở người miền biển? Tại vì á là những người miền biển á là người ta đi làm biển á, rồi người ta hút thuốc nhiều lắm. Người ta hút thuốc nhiều, thành ra là những người đó thường thường là đàn ông bị nhiều hơn người phụ nữ. Đó là vì người ta hút thuốc nhiều lắm, đẩy ra biển á, lạnh á người ta hút. Nhưng mà cái người phụ nữ á mà khi mà bị cái này á thì
thì phải hỏi lại tiền sử gia đình. Nhiều khi ông chồng của ba hút rồi ba hít. Cho nên là nhiều người đâu có biết đâu. Ta nói cha có cái người lại bệnh, tôi nói về kêu ông chồng bà bỏ thuốc rồi nha. Tôi nói ông ơi, tôi hút miệng tôi cũng hút vô miệng bà đâu mà bà nói nó phải. Cái thằng hút đó, nó bị ít nhưng mà thằng hít nó bị nhiều. Khổ vậy chứ. Còn bệnh nhân mà nếu mà nam, mà nếu là hút thuốc á, nếu mà người ta hút thuốc á, thì tụi em á là tốt nhất là nói người ta, một là bỏ thuốc đi rồi mình chữa. Còn người ta không có bỏ thuốc thì mình đừng chữa, tại vì vô ích lắm. Tại vì cái nicotine nó làm cho mạch nó co lại. Thấy không? Này rồi mọi người chờ rời cái ta cái chân chị này nè. Mọi người rời lạnh nhất à. Tại vì máu nó xuống được, không xuống đi được. Oxy không đi tới nữa. Rồi làm sao không lạnh được. Thôi ngồi dậy đi. Rồi đó, trời đất ơi, tiểu thư đài cát lắm. Làm muốn chết mà tiểu thư rồi. Bởi vậy, bà làm chứ bà cũng tiểu thư vậy. Cho nên chịu khó nghe lời tôi nghe. Đừng có bao giờ quên mấy cái lời mà tôi đã dặn nghe không? Tại cái bệnh của chị là nó vậy đó. Thôi được rồi chị. Rồi, cố gắng.